Xin chào mọi người, mình là Ken Shopee. Hiện tại thì cũng đang làm những cái giải pháp liên quan đến bán hàng online ở trên sàn thương mại điện tử, có cả bằng Shopee, Lazada hay là Tiki. Thì hôm nay là cũng rất là vui khi được gặp anh Trung ở ngoài đời. Với lại sang bên này ủng hộ anh Trung một cái màn gọi là màn 12.3 inch. Thì thật ra cái phong cách lái của mình ấy, thì mình lái xe được 3 năm rồi, nên mình cũng rất là tự tin về cái tay lái của mình. Nhưng mà vợ mình thì lại vừa mới học bằng, mình chưa tự tin lắm để có thể giao xe, đưa xe cho vợ để vợ có thể lái về quê hay là đi một vài những cái công việc cần đến xe. Có nghĩa là nếu mà có mình ấy thì ok đúng không? Đấy, có mình đi thì mình rất là yên tâm, nhưng mà không có mình đi thì mình không dám là đưa xe cho vợ để vợ có thể lái đến cơ quan, lái đến chỗ làm, hoặc là tin tưởng để có thể tấp lè, tấp lùi chuồng các thứ đấy. Nói chung là tự tin một mình, không dám đưa để vợ có thể tự tin lái một mình. Và bây giờ nhưng mà khi mà kinh tế nó đầy đủ một chút thì mình mong muốn là vợ mình cũng có thể lái xe đi làm, lái được đấy, phải đỡ nắng mưa đúng không các bạn. Thì khi mà lấy vợ thì tất nhiên là các bạn luôn mong muốn được những cái trải nghiệm tốt nhất, hoặc rồi những cái mà các bạn yêu thương vợ nhất. Đúng thì đương rồi, nhiên cho, là cho chị em thì lái xe lúc nào nó cũng cần cái sự tin tưởng hơn. Với cả nhiều lúc là anh em mình đi nhậu ấy, có chị em lái cho nó nhàn. Mà công nhận là cái quả màn này chất lượng thật sự luôn đấy. Đẹp đúng không? Nhìn nó... À, trước đây thì em có nghiên cứu cái gì không? Ở trước đây thì đang dùng cái màn gốc của thằng Mazda ấy, thì thật sự là nó hơi mờ. Với lại nó chả có cái tác vụ gì, chả có cái ứng dụng gì để ví dụ như là đi đường xa thì... Có bản đồ. Có bản đồ hay là nghe nhạc hay là một chút gọi là cam. Thì đấy, khi mà lắp cái màn này xong thì có cam bánh trước bánh sau rồi hai bánh trái phải, nhìn đấy, nó nét luột luôn. Bây giờ anh giới thiệu trải nghiệm với em một tí về cái hệ thống cam 360. Đấy, đầu tiên thì sau khi lắp xong ấy thì em nhìn cái ngoại quan ấy, thì em thấy nói chung là trước cái bản 10.25 inch thì anh cũng lắp này, nó sẽ ngắn hơn một chút đấy, và nó hơi bo, thì cái này nó vuông hơn một chút. Thì em thấy nó như nào? Ra thì cái màn này nó lắp vào cái xe này mình, em thấy là nó không có một cái gọi là gì thừa ấy. Cứ như là kiểu bây giờ ông Mazda ông ấy mà bán cái màn hình này đi kèm với cái xe này mà bán kiểu nguyên bản ấy thì đúng là thật sự là cái doanh số của nó chắc phải kinh khủng lắm. Chứ bây giờ cái màn sang nó vừa to vừa sang như thế này mà nó còn rõ nữa, giờ giống kiểu mình đang ngồi mẹc e kiểu e 300 ấy. sợ thật sự luôn đấy. Mà ở đây ấy là anh cũng lắp, nhiều người bảo là sợ nó hơi khuất tầm nhìn, thì như em nhìn thấy là cái có nghĩa là nó bị choáng quá không? Ui giời ơi, khuất tầm nhìn cái gì, đây nó mới chỉ đến cái chân loa thôi. Đúng, có nghĩa là cái chân loa nó còn chưa đến được cả cái mặt táp lô luôn. Cái đầu này khi mà nó thẳng xuống ấy thì nó cũng chỉ ngang ở cái tầm. Đúng rồi. Bởi vì cái bên trước này nó sẽ thấp hơn một chút. Mặt chân loa nó đến cái mặt chân loa của chứ bây giờ vẫn còn đang nhìn thấy mặt ở bên trên chỗ nắp xe cơ mà, thì đâu có sợ gì đâu. Vẫn ổn. Nói chung là với cái hệ thống mà cái điều hòa nằm bên dưới này, cái màn nằm bên trên này, thì anh cũng tư vấn mọi người là lắp lên nó. Công nhận em thấy đẹp. Rồi, anh cảm ơn Minh đã ủng hộ cũng như là đã trải nghiệm vào một trong những cái thiết bị công nghệ mà anh thường xuyên nghiên cứu để lắp đặt cũng như là nâng cấp cho những chiếc xe để trở nên thông minh hơn. Vâng, thì em cũng chân thành cảm ơn anh vì anh đã giới thiệu cho em một cái sản phẩm nó phải gọi là, dùng như giới từ của các bạn trẻ bây giờ, là ngon nhất cái nách anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Và qua đây thì em cũng có lời khuyên dành cho những anh em lái xe mới lấy bằng, thì nên có một bộ cam 360. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình cập lề mình có thể mình quan sát được ở bên khúc bánh trước là nó có cái gì, vật cản gì. Không mà chẳng may mà ở dưới vỉa hè có cái vật nhọn nó bị thòi ra thì anh em không để ý thì sẽ bị chém lốp, thì với chi phí mình mất sẽ rất là nặng. Đấy, thì lời khuyên của em thì là như thế dành cho những anh em lái mới. Cháu Hiếu cho anh hỏi là tại sao mà em lại chọn cái bản
Cho anh hỏi tại sao mà em lại chọn lắp trước màn hình 12,3 inch cho xe của em? Em đi tham khảo nhiều rồi, đa số trên thị trường toàn màn 8-10 inch thôi. Và em thấy con 12,3 inch lắp lên xe em rất là hợp, thấy nó đẹp. Ok. Và cái bản này thì em lắp cả cam 360, vậy thì lý do tại sao mà em lại cần đến cam 360 cho chiếc xe của mình? Cam 360 thì đi để mình quan sát hết được tất cả cái cung đường hơn và để lái xe an toàn hơn. Và chiếc xe này thì một mình em lái hay là có ai lái cùng? Em lái với cả vợ em lái, và vợ em thì mới học lái nên là rất cần thiết tới camera 360 này. Nó quan sát được tất cả bốn phía để giúp mình lái an toàn hơn. Ok. Dạ, dạ.